Bắt đầu bà quay cho các cháu nhá. Quay cho nó đu đủ nhá. À, cho chuối là một này. Ê, bầu là hai này. Ôi, bầu đây. Bầu đây nhá. Ôi. Bầu thấy. Thấy bầu ác. Ác ác chưa? Ấy, neo cả lên trời đây. Đỗ nhá. Đỗ năm nay rất sai. Này, thấy chưa? Năm nay tự nhiên lại sai thế. Này. Mai bà bớt bà đi bán. Ông bà ăn mãi nó cũng chán, chả anh nào về bà cho. Này, ôi, thấy chưa? Bà nói thật chưa? Ôi, sai chưa? Đây nha, đỗ nha. Khiếp, trồng từ tháng 10 đến giờ mà nó hẫn chửi hết quả đây. Ôi, này, nhăng nhẵng ở đây. Đấy, đây. Mà nó thật không? Đấy, đỗ đây. Này, đỗ đây. Năm nay dạo này ra sai thế. Đây này, lều này. Ôi, đỗ đây. Đỗ của bà đấy. Thấy đỗ của bà thấy hách chưa? Đấy, bà tháo để bảo là Tết thì khả năng là hết đỗ mẹ. Nhưng mà nó đã nên giờ nó đã hết bố nó đâu. Bà đổ cái đất mới vậy sao? Bà xúc cái đất ở ngoài đường vào thế là bà đổ vào gốc nó. Bà lại tưới cái nước giải vào. Ôi này, đây cái cây bằng tí này mày sai thế này. Thấy chưa? Nhìn rõ chưa? Ôi, quay sang bầu nhá. Bầu này. Bầu nhá. Chuối nhá. Bầu ấy thi nhau leo. Thấy bạt ngàn chưa? Ôi đây. Ngọn đây. Giờ đang sai quá, năm nay gà quá à. Rau củ đây. Đây rau củ của bà đây. Chuối mới trồng đây, bà vừa mới hạ đây. Cây đu đủ khoan đây. Bắp cải đây, mướp đây. Cây mướp của bà đây. Cứ đến hè về là có mướp chén. Bắp cải hiện nay là còn có mỗi mấy cái thôi. Đấy, cây đu đủ con đây. 4 quả. Đấy, bà quay hết thằng này cho mà xem lại vào. Bà bận gì mà không xuống được. Chuối đẹp tuyệt vời chưa? Ôi, ngọn nó phi ra này. Cà chua đây, hôm qua bà bán được hơn cân rồi. Ăn mãi cũng chán. Chiều hôm qua bà lại mất được món. Ương đây. Ương đây. Đấy, sai chưa? Sai thế nhỉ? Thích nhỉ? Kia có quả chín. Chuối kinh chưa? Chuối này phải đến tháng 3 mới được ăn. Rau củ đây. Đấy, cây chuối con bà vừa hạ cách đây mấy hôm. Ôi, cái buồng chuối này vĩ đại. To vật vã. Kinh chưa? Tết mà được cái này thì bà hạ hết xuống bà bán được. Giờ chịu chẳng gì gọi. Cứ phải để nó già mới bán được. Đấy, rau củ nó đang lên đây. Chiều bà xới bà cho tí tổng hợp và cái là nó mưa xuống cứ thế là nó réo lên. Đây rau thơm. Rau này là rau húng chó, rau răm. Đây một gốc bầu nữa. Đây một nải chuối, buồng chuối nữa đây. Thấy chưa? Đẹp chưa? Đây. Bầu ra ngọn phơi phới. Vừa hôm qua bà bán mấy quả này. Lại vẫn còn đây cả. Đứa bé. Mai bà lại phải bán. Ôi, nhìn bầu của bà thấy chưa? Đẹp tuyệt vời nhá. Ôi, nhìn này, nó leo lên cái vườn trên của bà. Ôi. Nó leo lên cái vườn trên này. Ôi. Đây là dàn mướp, bà làm dàn mướp để cho mướp nó leo lên, nhưng mà bầu nó thấy dàn nó lại cũng ngóc hết cả lên kìa. Đấy, có nhìn thấy không? Nó đang ngóc hết lên. Này.
Đây là cái dàn mới. Đây. Bà cho leo ở dưới lên này. Cho leo lên cái chỗ cây mít này. Ôi, bà làm cái dàn vĩ đại. Dàn là năm nay nữa. Bảo nó ra kinh thế cả. Đây. Nó đang ngóc hết ngọn, nó đòi lên trên dàn đây. Đây, nó đang ngóc lên đấy. Thấy chưa? Đây, cái nọt này nó ngóc lên đây này. Nó ngóc lên lên trên này để nó leo lên. Đây này. Đấy, con thấy ngóc nó đang đua lên, nó mãi lên cái đinh đằng. Xong nó xiên lên cái mít cho bà. Hay là bà chui sang. Để bà quay ấy nhá. Bà quay gà nhá. Hôm qua bà mất mấy quả ở cái chỗ này. Cái này phải dẫm khéo, dẫm vào dây. Và dây của nó là nó thui được con. Để bà đi quay gà cho xem nhá. Đây cái dàn mới của bà đây. Đấy. Bà bắc dàn ở đấy. Ngọn nó lên nó nóng rồi. Chiu chiu. Chuối. Đây nó lên vườn trên. Để bà cho gà ăn để bà quay nhá. Gà đấy. Bà nuôi 20 con. Ăn thích chưa? Nó ăn thích không? Đẹp mắt thừa. Con nào đó không? Nó mới được hơn 3 tháng đấy các bạn. Thì 5 tháng để ra ăn mới ngon. Ăn thấy chưa? Cái mít kia được gần chục quả. Đấy, cái mít trên này, cái mít ở cái vườn trên này, được gần chục quả. Đấy, gà của bà nhá. Bà gửi cho chị Bảo Anh mới lại em Minh Hằng, em Tiến Đạt, anh Quang Nhật xem nhá. Bà ra bà quay nha. Tí chỗ này nữa thôi nhá. Bà chào các cháu nhá. Bye bye. Bà đi chợ đây, đi mua gà, mua cám cho gà đây nhá. Bye bye.